xuân muôn hoa đỏ thắm, vòng vang có tiếng khen gọi ai xuống sàng, ngọt ngào đã nói em lẫn trong hương núi hương rừng, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi, thiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quê, tình mà bị lèm để nhớ. Em cảm các bác chị bạn phải nha. Em chào các bác nhá. Hôm nay bọn em lại thịt lợn là ăn Tết các bác ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà chú Mười. Đấy. Thì hôm nay trong cái chương trình đó là như các bác mà xem cái video trước của Hoàng Hiền ấy thì các bác biết là nhà Hoàng Hiền thì nuôi được hai con lợn sạch. Đấy, hôm trước thì thịt một con rồi, hơn tạ. Đấy. À, hôm nay nữa thì là còn một con nữa thì là bao nhiêu chúng vậy? Một tạ 10 cân. Một tạ 10 cân à? Đấy, con đấy là to hơn con hôm trước. Thì là bố của Hoàng Hiền có bán cho chú Mười và chú Tuyến mấy anh em là thịt để ăn. Đấy, cũng chia sẻ với các bác là chú Mười này, chú Tuyến này, chú Vĩ này, bác Sơn này, đấy là đều là anh em ruột của bố của Hoàng Hiền. Đấy. Ừ, khói thế. Hoàng Hiền phải gọi chú Mười là chú ruột đấy. Đấy. Cho nên là bán lợn cho các chú ăn. Đấy các bác ạ. Phải nói là con lợn này là chăn từ đầu năm bây giờ là chăn toàn rau. Đấy. Không có tí cám miếc gì. Lợn ăn tuyệt vời. Đấy. Đây này. Các bác xem này. Rồi thịt nướng rồi này. Đấy. Nó gọi là đây nó gọi là nuốt lưỡi các bạn. Ừ. Đấy. Đấy có cả cốc gì đây? Cốc rượu. Rượu á? Cho chúng mời thử miếng nhá. À, mời chúng mời. Dạ, em chào các bác nhá. Ừ. Mời các bác ăn với em miếng thịt lợn nướng cho nó nào. Cho nóng hổi đúng không? Ừ. À. Ừ, rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời à? Quá ngon luôn. À. Đâu trong ra cho miếng. Đấy, giời ơi. Đấy. Thử miếng đi vấn đề gì? Đang nóng rồi ngon. Cho bác các chị ăn nha. Ừ. Nuốt lưỡi miếng thế nào. Cầm cá, ui cầm cá rồi xé. Giời. Nuốt lưỡi thì... Thế nào? Nhẹ đấy. Hả? À? Được. Được không? Phải làm được đấy. Được rỡ chưa? Được. Nuốt lưỡi chưa? Ừ. Ừ. À. Rồi. Đấy. Ừ. Xin chào các bác nha. Ừ. Nam à. Đấy. Ngồi đấy. Ngồi. Ừ. Ừ. Nuốt lưỡi, được rồi. Ừ. Thử một miếng là nuốt lưỡi rồi. Ừ. Người đang nướng tiếp. Ừ. Làm mấy mâm chúng mày? Làm ở đây làm ít là có 3-4 mâm. 3-4 mâm à? Ừ. Còn anh em trong nhà có. Đây là đội Bắc, đội Nam, đội Tuyên này đều là em của Hoàng Hiền hết. Bắc là con chú Tuyến, Nam là con chú Tuyến, Tuyên là con chú Mười. Đó là anh em con cháu trong nhà. Đấy. Ừ. À. Nhắc trước ba quay là bác để cho cái củi bên này, cái đây nó có than không? Nhắc đây, cho quay đây. Đây, cho đây. Ừ. Than đấy, ừ đây than nó có than rồi. Cho bác. Cho quay. Rực đấy. Đây à? Nam uống rượu à? Đây là rượu hay là cái gì? Nước đã à? Ôi giời ơi ông bác. Thế trêu mình. Đấy các bác ạ. Là Hoàng Hiền bị bác nửa Hiền. Nửa đâu? Đấy gọi là trêu. Bảo là cha học chan thì chan rượu vào. Đấy các bác ạ. Nướng thịt vừa ngon. Quá ngọt, quá bẩm, ăn rất nuôi. Đấy. Chỉ một quả quá chưa vẫn nữa. Ngon đấy. Nữa anh còn không? À, vẫn còn nữa. Ừ, vẫn còn. Tí ăn lòng lợn. Ừ, ngon đấy. Tiết canh. Ừ. Thịt nướng. Ừ. Các kiểu.
Được rỡ chưa? Ừ. Nốt nữa không? Ừ. Được đấy. Được đấy. À. Có chứ. Đấy, đây. Xin chào các bác nhá. À. À, món là hôm nay nhà Hoàng Hiền lại nóng lợn đây. Ừ. 3 ly đây em ạ. Đây là chú Vĩ. Mình tôi thế nha, để cười nha. À, ok. Hấp dẫn đấy. Đấy. Hấp dẫn đấy. Đoạn dưới này thấu bì này. À. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Đấy. Ngon quá ngon. Gọi là bên nuốt nữa. Lợn sạch. Đấy chú Mười vừa thử miếng nó mà chảy răng này. Đấy à? Tưởng đấy chỉ buộc. Ừ. Đấy, đấy, khá đấy, khá rực đấy. Mùa đông này ngồi bếp này ấm thật. Ngồi ấm chặt. Ôi, 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 ôi. Qua đi, qua đi tụi quý. Cháy rồi. Dần chín hết cả bươm thì nó cháy rồi. To quá. Vàng, khăn nhảy. To quá. Vâng, chào chào bà Lý. Chào con nha. Màu đâu? Đồng tí hon. Đồng tí họ. Ừ. Con này thịt lâu rồi chúng mày? À, thịt lúc 8 giờ. 8 giờ sáng. Ừ. Sáng nay Hoàng Hiền mới đi làm, vừa mới về không? Ừ. Ừ. Ngon không? Sữa nhà mày uống sữa gì nhỉ? Bác nhà uống sữa gì ạ? Đây cái mua ấy. Mua sữa gì? Mua Vinamilk. Vinamilk. Mấy ông ấy bóp thịt là ướp sữa. Đôi chó, đôi chó anh nhau. Đôi chó. Dạ, dạ, dạ. Đó, thò vào chậu thịt. Qua lần nông nó hơi hơi dày. Còn nên sản nó lợn bán. Chiều qua chúng lợn chúng người đi thịt con lợn giống nào á? Úi giời, to không? Gần 100 cân. Vẫn thừa lợn nhà Hoàng Hiền. À. Lợn Hoàng Hiền 110 cân. 110 cân. Mạnh đấy nhỉ. Mấy đề là sản bất mùng hoa là rồi. Sao hoa tao lại không ấy được gì à? Hả? Không phát triển được gì à? Hoa ở chỗ quá. Trồng ở đâu mà không phát triển được? Đâu nhà này. Đâu nhà á? Đây có nhiều đất không? Đất đây. Ở dưới nó có đất không? Hay là dưới là bê tông? Dạ có đất không ạ? Đất là nó nhưng mà không lên được á? Ừ. Hay là không đất có đất á? Chú bón thôi chứ chả cần lân đâu mà. Chú có bón phân gà, phân bò, mục bón lên. À, ừ. Như là cháu mày bón lên mầm này. Mạnh luôn. À. Đúng đấy, chín đấy. Nam, dỡ nam. Nam dỡ. Nam ra một xù xịt đấy. Cúm à? Ừ. Chín đấy. Thơm thế nhỉ? Ừ, thơm ngát đấy. À. Ừ. Đây, đây là thành công, hai mẻ nướng này rất là thành công. Ngon quá các bạn. Thơm hương như củ rừng. Ừ. Bỏng hết cây. Cho lên đĩa là vào chín. Ừ. Ấm áp đấy. Này để cho khoai nướng này, nhất định này. Để nướng cái này ăn ngon nhé. Ừ. Vừa ngọt vừa ngon vừa thơm. À. Ngọt ngon thơm. Ừ. Ừ. Tuyệt vời. Hấp dẫn đấy. Ngon đấy. Đấy. Bên vào nhà trả. À. Sao mỗi bên một đĩa con ạ? Ừ.
Rồi. Xin mời các bác thưởng thức. Rồi. Dạ dày em. Đấy, gan đây. Thịt tái đây. Thịt nướng này. Đấy, món hấp dẫn này. Ngon đấy. Đấy, lưỡi yếc các kiểu này. Rồi. Nhớ thành đồng nha. Mình mâm. Anh đâu ơi? À chụp kiểu ảnh mình mâm. À đây bác Sơn, bác Sơn đây. Đấy. Đấy. Đông vui rồi. Chả đông vui thì kim lâm. Còn cho chứ nha, đừng cho một đụng nón. Cây bác cho chứ một bát này. Thiếu thiếu chén ơi. Năm chân đây cho con đây ông đi ra đây rồi chấm đây đây đâu ông giao để sáng đây sáng đây ngồi ngồi Bác vào đi, cháu đây. Đây. Bác này nào. Đây. Bác này, cháu bác cái bát. Bác này bát đấy. Thôi, mời tất cả các bác nha. Tức là năm cũ và sắp qua mà năm mới sắp tới. Tức là hôm nay là 30 Tết. À chết. Gần Tết anh em thì con lợn rừng gọi là à dạ năm ba trăm bác không có để ba ăn ra được đây cháu ngồi đây cháu ngồi được rồi ớt cay à? Đây vâng. Mất giỏ. Xem thì quay M4 của ăn đây dùng đi coi. Mời các bác nha. Mời các bác. Ok. Quá ngon này. Là miếng dạ dày. Ăn không? Chút bài. Ngon đấy. Đây là miếng gì nhỉ? Đã dày ấy. Đặc sản đã là pịa. Đã dày em. Không cái gì nhỉ? Đặc sản. Đấy. Ngon đấy.
Ngon. Cụ đến vòng 2 này là cụ phải hát tặng con cháu mấy bài nha. Cái lúc trẻ là con thấy cụ tâm tỉnh hát hay thế. Cụ ạ, nha. Vòng 2 phải hát tặng con cháu mấy bài. Để cháu Hoàng Hiền nó quay nhà mời con nhá. Vâng. Nó bên trường quay, nó quay đưa cụ lên. Cứ cái thời là cụ du con như nào là đến hôm cụ hát gì thế? Cụ hát ba thứ con đấy. Ờ, ba thứ con. Hay bà ấy bà. Cứ hát ba ấy bà là như đông toàn rồi. Qua lên nhà ông Long cơm tắc đi, ai mời mà đi. Có gặp cám đông. Mấy đứa ở đây? Tặng Quỳnh. Mạnh Quỳnh. Ờ, nhà hãy đông cơm. Mạnh Quỳnh cũng có mặt ở nhà cái là chết chén luôn. Chưa nghe nữa. Nghe tiếng. Nó cũng buồn, à vui. Đây ra các bạn mua. Bò đẻ chưa? Như đây. Như chưa đẻ. Ra gọi cô trà cho cơm. Nhanh. Dậy. Để làm nào cho nhanh đẻ đi. Ừ. Bà cháu. Mai mới nhỉ. Cái xương thủ này đúng là phải băm ra rồi luộc xong rồi chất ra bỏ cái xác cái bò nó còn bò đây. Quá. Thế bò là chỉ cho ăn độc lá ngô thôi chứ không cho ăn đấy à? Có chứ. Không cho ăn cám à? Không. Có đấy, và đổ đi mấy bạn thì cám ấy. Thế có cả muối và ăn đấy đi. Rồi rồi. Anh cho cả muối. Anh cứ làm cho đừng nó cho, đừng cho nó ăn độc chuối không là. Không, muối bỏ rồi. Muối bỏ lâu rồi. Muối lâu rồi em. Cho ăn chuối không nó chưa mẹ bụng. Có rồi, cái cành muối. Ừ. Cái ngô rồi, ngô mày càng đánh đâu. Đây rồi. Đây à? Đây à? Khá quá nhỉ? Kim chi à? Nào làm hay ai làm ấy? Công ty à? Ờ. Làm miếng à? Bác à? Lâm chi à? Lâm chi cái gì? À, cày hết. Kim chi. Ừ. Cày không? Ừ. Nhưng mà cày cày không? Ừ. Cần ơn. Thử không? Cày không? Qua đó. Cày. Cây ăn được cây ngon. Thằng nhỏ chẳng nào biết miên nhỉ. Bảo chú hôm là hôm nào cứ lên mời chú được không? Mời mấy anh em. Mời mọi người. Mời đâu? Mời những kim chi. Quá hả? Ra cùng chiêu làm rồi. Quá hả? Biết là no không? Không được không? Nhưng mà là thứ 30 hay không làm? Nhận nói được, anh không được. Thầy đấu đứt. Bởi vì anh khác. Lời ra. Anh làm. Thế tôi chơi trong này thế nào? Chẳng chặt ra. Bảo luôn. Không xương. Thầy chơi thế nào? Thế đâu rồi? Đâm đúng rồi. Em nó ở... mấy nay vẫn phải đi xí bản cho vợ. Hả? Hả?
Thành vợ nó bán nhiều hàng đấy. Các bạn mặt hàng, chồng mất đi đâu là đầy. Đấy à, những anh đồ bác. Bác đấy. Bác đi, em mời bác đi. Uy tín đấy. Tiến này chủ nhà nhớ uống không? Quá đi. Gian. Ba thiên diệu ăn lắm quá. Nói 30 thời xưa phải nói là khác 30 thời này. Ngày trước 30 thời xưa phải nói được như này là đẳng cấp số 1. Mình vẫn nhớ bảo bà cụ bảo Tết mà cứ năm ngày nào cũng như này, cụ bảo có mà núi đổ. Bây giờ nói nó bây giờ như này hát cho bác cảm được ăn quen núi đổ. Núi đổ. Còn cụ ông cụ đấy. Ngon đấy. Đây. Em chả nó đi. Đấy. Ngủ luôn. Quánh xong chạy ông kịp. Nói đúng là câu cứ 30 Tết này câu cứ mật lợn này câu dã cho nó một ít vào quên mất đáng này có cơm mật lợn chín rau nó sơn nhìn. Bây giờ thế bảo cỗ to nhưng cỗ tội không có đau. Mỗi năm là con. Dạ bây giờ tôi cũng nhìn lại cũng ngắt. Em đánh từ đây từ chỗ nhà Trung này lên chỗ cổng mà ông già kẹt. Hôm nào được mà đúng là phải được xô con nhái gần với xô con nhái. Rồi. Chậm sang. Về cho lợn. Có cái gạo mà chẳng thấy đâu. Có cái gạo mà chẳng thấy đâu. Cái cái mầm củ nào là đấu. Mình đi nó là cháu đúng hay cơm? Cháu nói chuyện là cơm mới nói chuyện cũ. Cháu. Và đúng thế. Tiểu sử mà. Mình đi món lạc tích lũy được một số tiền mua một con lợn. Bà cụ ra mua con lợn thì cái lợn cái thời đấy nào lợn nó có quấy đâu về chăn bụng nó cứ đoán nó chả lớn. Đi cuốc mầm củ. Đến Tết thịt bắt đầu mới được. Lúc ý lại thịt đâu mua là lúc ý là một tính vì mình mê cái xe đạp mà chả phải mê xe đạp để chăn con lợn để bán rẻ lấy tiền mua cái xe đạp. Thế là ông cụ bảo không đạp mới đụng gì cả Tết cả nhà nhịn à. Thế là cụ thịt mất. Vậy đã thịt bóp lại không cho kêu. Lợn không kịp kêu. Hôm cụ 2-3 tháng chạp cụ thì con chó gây gãi đầu nó lừa để đập phát nhỉ. Lừa ông gãi này đập phát thì con chó. Bỏ bát cháo đấy cháo. Đi bỏ đây. Đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Năm về lưu. Ôi giời ơi, trái mà nó ra năm này. Anh ơi, Đã ông ngủ ông nọ, cả mặt đi đâu xuống.
Chịu khó đấy. Cháo đầy này. Mạnh á. Ngon lắm. Bát cháo à? À được, có cháo ngay. Mày phải 4 5 bát mới đủ đô. Con như này không ăn. Hàn Quốc. À cho thằng em nào. Nhập khẩu nghịch lên Hàn Quốc. À. Cái gì? Cái gì? Ví dụ như thế này. Nó cho nhiều.